Xin chào, gen di truyền là gì? Có thể các bạn đã nghe, đã được học nhưng chưa chắc đã hiểu rõ ràng về nó. Vậy thì với 5 phút trong video ngày hôm nay, mình sẽ giải thích cho các bạn theo cách siêu đơn giản, đảm bảo các bạn dốt sinh đến mấy vẫn hiểu được. Chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn nhé. Có thể nói, di truyền là một vấn đề vô cùng phức tạp. Theo bạn, làm thế nào mà tạo hóa có thể tạo ra các sinh vật như con người chẳng hạn, sau đó lại tạo ra một cơ chế rất đặc biệt để con người có thể lớn lên, sinh con, tạo ra nhiều cá thể mới và các thế hệ sau này lại giống y như trước? Con người đẻ ra người, tại sao người không đẻ ra chó hay chó đẻ ra lợn? Câu trả lời cho những thắc mắc nghe có vẻ hạch não này chính là bộ gen di truyền. Vậy nó chính xác là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Có thể các bạn đã biết, con người được cấu tạo từ các bộ phận như gan, thận, vân vân. Các bộ phận thì lại được cấu tạo từ các tế bào. Tế bào chính là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên cơ thể của chúng ta. Và có lẽ các bạn cũng đã học được rằng trong mỗi tế bào thì có nhân. Nhưng ít ai còn nhớ, bên trong nhân lại có cái trông như cuộn chỉ đen, cứ hai đứa một cặp đang ôm chầm lấy nhau, nhất quyết không rời. Và người ta gọi đó là cặp nhiễm sắc thể. Trừ tế bào đảm nhiệm việc sinh sản thì còn lại mỗi tế bào đều có nhân và nhân đều chứa 23 cặp, tức là 46 nhiễm sắc thể như vậy. Thế thì nhiễm sắc thể là cái quái gì? Thì tổng quan mà nói, nó chính là cái thư viện chứa toàn bộ thông tin di truyền, mọi thông tin về một con người. Đánh giá công bằng thì tạo hóa đã rất thông minh khi bắt tất cả các tế bào đều phải chứa thông tin di truyền. Như vậy, mỗi tế bào khi nhân đôi thì nó lại nhân đôi thông tin di truyền và chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất thứ quý giá này. Chắc chắn đến đây bạn vẫn chưa hiểu rõ lắm về gen. Vậy thì hãy đi tìm hiểu cụ thể mấy cái đứa nhiễm sắc thể này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phóng đại cái cục nhiễm sắc thể. Ồ, hóa ra nó là một cuộn chỉ được quấn rất chặt. Nhưng thực ra cái sợi dây kia không phải chỉ đâu, nó chính là sợi ADN. Nhìn qua sẽ thấy sợi ADN này trông giống cái thang bị xoắn và kéo dài vô tận. Nhưng thực ra cái sợi ADN cũng không dài lắm, chỉ khoảng 1,8 mét thôi. Có điều ở cấp độ tế bào thì nó là chiều dài khủng khiếp. Nhưng thú vị ở chỗ tạo hóa đã nén nó cực kỳ chặt để có thể nhét vừa vào nhân tế bào. Chính vì vậy mà chiều dài của cuộn ADN bị nén bây giờ chỉ còn có 0,0001 cm và có thể lưu trữ hàng tỷ cuộn ADN như vậy trong cơ thể mà không khó khăn gì. Vấn đề khó hiểu bây giờ sẽ là ADN lưu trữ thông tin di truyền như thế nào và làm sao để sử dụng các thông tin đó. Bây giờ các bạn lại nhìn cái sợi ADN một lần nữa, trông nó có vẻ là một sợi dây liền mạch, nhưng không phải vậy. Sự thật thì ADN được nối từ rất nhiều đoạn ngắn với nhau. Mỗi đoạn ngắn này chứa một lượng thông tin riêng và người ta gọi đó là gen. Mỗi gen thì lại được cấu tạo từ các bậc thang. Bậc thang ở đây chính là các acid nucleotide nối với nhau. Có 4 loại nu là ATGX. Chỉ với 4 loại nu này với thứ tự sắp xếp đặc biệt, đoạn gen sẽ mang một thông tin riêng. Nếu hình dung nhân tế bào là một cái thư viện thì 46 nhiễm sắc thể tương đương 46 sợi ADN sẽ là những cuốn sách. Bên trong cuốn sách, các đoạn gen sẽ như là những trang sách. Nhưng các trang sách này sẽ không được viết bằng bảng chữ cái 26 ký tự ABCD như của chúng ta, mà nó chỉ được viết bằng bảng chữ cái gồm có 4 ký tự là ATGX. Các trang sách này có thể nhiều chữ hoặc ít chữ. Các nhà khoa học nghiên cứu rằng những đoạn gen ngắn chứa khoảng vài trăm ký tự, nhưng những đoạn dài chứa tới 2 triệu ký tự. Và đương nhiên, càng nhiều ký tự thì càng có nhiều thông tin. Vậy thì thông tin được lưu trữ ở các đoạn gen là gì? Thì câu trả lời là tất tần tật mọi thông tin chi tiết về một con người. Ví dụ như có đoạn gen, nó quyết định lông sẽ mỏng và xoăn, tóc dày và đen, móng tay phải cứng và trong suốt, tế bào hồng cầu màu đỏ và có hình dạng đặc biệt để bắt oxy. Như vậy có thể xem từ những chi tiết đó, tập hợp tất cả lại, các chuỗi ADN dài đã chứa thông tin đầy đủ về một con người. Nhưng gen làm điều đó bằng cách nào? Ngay bây giờ, mình sẽ mô tả quá trình sản xuất bộ phận trong cơ thể để các bạn rõ. Để tạo ra một tế bào mới thì chúng ta cần phải tạo ra được những thành phần của một tế bào. Các tế bào thì được cấu tạo từ các loại protein, mà các loại protein thì lại được cấu tạo từ các amino acid. Có 20 loại amino acid trong cơ thể và từ 20 loại này chúng ta có thể tạo ra hàng triệu loại protein khác nhau. Trong tế bào có cỗ máy sản xuất gọi là ribosome, nó có chức năng đọc mã gen và tạo ra protein như gen đã quy định. Cụ thể, như đã nói, thông tin trên gen được viết bằng các ký tự ATGX
Việc của ribosome là cứ đọc liên tục 3 ký tự của gen, rồi sau đó lấy amino acid tương ứng để gắn thêm vào cục protein được tạo ra. Ví dụ, nó đọc 3 ký tự là ATT thì nó sẽ lấy amino số 3. Đọc ký tự AGG thì lấy amino số 6 và cứ liên tục gắn vào như vậy là ra chuỗi protein. Mỗi amino acid thì có một đặc tính hóa học riêng. Khi chúng gắn vào với nhau sẽ tạo ra chuỗi protein có đặc tính như mong muốn. Ví dụ các amino acid liên kết mạnh thì sẽ tạo ra tế bào sừng ở móng tay. Nếu các amino acid liên kết theo vòng tròn có lực hút oxy thì sẽ tạo ra tế bào hồng cầu. Như vậy từ các nu ATGX theo cách sắp xếp thứ tự sẽ tạo ra các đoạn gen mang thông tin riêng. Các đoạn gen nối lại sẽ tạo ra chuỗi ADN. ADN quấn chặt lại tạo ra nhiễm sắc thể, và 46 nhiễm sắc thể là một bộ gen hoàn chỉnh của con người. Đó chính là bộ gen di truyền. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.